Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ ba ngày 5 tháng 1 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin sát đại hội 13 vẫn chưa biết ai là người đặc biệt. Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn chưa chốt được ai sẽ là người tổng bí thư do chưa chọn xong trường hợp đặc biệt trên 65 tuổi. Mặc dù đại hội 13 sắp khai mạc vào ngày 25 tháng 1. Tài phát thanh BBC được biết Bộ Chính trị do Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng đầu còn ít nhất một cuộc họp có thể diễn ra vào ngày 9 tháng 1 để bàn thảo về ứng viên cho 4 chức danh tứ trụ và các trường hợp trên 65 tuổi được giới thiệu tiếp tục ở lại. Đây là hình ảnh ông Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Theo quy định chặt chẽ của Đảng, nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban bí thư lần đầu không quá 60 tuổi, Bộ Chính trị, Ban bí thư khóa 12 tái cử không quá 65 tuổi. Tuy nhiên, thông tin cho thấy vẫn đang chờ đợi. Đến giờ này, sự quan tâm đặc biệt đang dành cho hai trường hợp trên 65 tuổi, đó là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sinh năm 1954 và Thường trực Ban bí thư Trần Quốc Vượng sinh năm 1953. Ông Nguyễn Xuân Phúc chỉ mới làm Thủ tướng một nhiệm kỳ và chính phủ giai đoạn 2016 năm 2020 được đánh giá cao trong quản trị kinh tế xã hội Việt Nam. Còn ông Trần Quốc Vượng được giới quan sát từ 2 năm qua xem là một trong vài ứng viên hàng đầu cho chức Tổng bí thư, kế nhiệm ông Nguyễn Phú Trọng. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ban hành quyết định số 1722 vào ngày 3 tháng 11 năm 2020 về danh mục bí mật nhà nước của Đảng. Quy định này nói mức độ tuyệt mật liên quan bao gồm báo cáo, tờ trình, thông tin, quyết định, kết luận, công văn của Trung ương Đảng về quá trình chuẩn bị, đề án, phương án, nhân sự, Ủy viên Bộ Chính trị là Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, Thường trực Ban bí thư chưa công khai. Cũng một phần do quy định này mà thông tin về quy hoạch tứ trụ đến giờ vẫn kín như bưng. Trong bối cảnh này, đài BBC đã cố gắng hỏi những người có sự quan tâm, hiểu biết về chính trị Việt Nam. Đặc biệt, cũng đã hỏi một vài nguồn tin có quan hệ cấp cao, không chỉ những người phát biểu theo góc độ cá nhân mà không có nguồn từ trong Đảng. Tổng hợp các nguồn, dường như đài BBC đã được biết Bộ Chính trị đã có một cuộc họp trong tuần cuối cùng của năm 2020. Tại đây, các vị lãnh đạo chóp bu đã bàn về các phương án bao nhiêu trường hợp đặc biệt được giới thiệu ở lại. Đây là hình ảnh các lãnh đạo Đảng giơ tay biểu quyết trong Hội nghị Trung ương 14 mới đây. Dường như đa số với tỷ lệ sát nút trong Bộ Chính trị ở cuộc họp này ủng hộ phương án chỉ một người trên 65 tuổi được ở lại khóa 13. Nhưng phương án hai người trên 65 tuổi vẫn chưa bị bác bỏ vì vẫn có một số trong Bộ Chính trị ủng hộ. Vì thế, một cuộc họp tiếp theo của Bộ Chính trị có thể trong ngày 9 tháng 1 sẽ tiếp tục bàn và cố gắng chốt trước khi Hội nghị Trung ương 15 diễn ra. Đảng Cộng sản trước đó đã công khai rằng tại Hội nghị Trung ương 15 chưa rõ ngày nào trong tháng riêng, Bộ Chính trị sẽ báo cáo các trường hợp đặc biệt để Trung ương quyết định giới thiệu ra đại hội lần thứ 13 của Đảng. Và chỉ khi Bộ Chính trị xác định được bao nhiêu người trên 65 tuổi được giới thiệu ở lại, họ mới có thể chốt nhân sự giới thiệu cho các chức danh chủ chốt bao gồm Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội. Nói với báo chí Việt Nam, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Viết Thông, Tổng thư ký kiêm Ủy viên Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cho biết thêm chi tiết như sau. Đối với các trường hợp đặc biệt, không phải chỉ có Bộ Chính trị quyết định là xong, mà Bộ Chính trị trình Ban chấp hành Trung ương, Ban chấp hành Trung ương lại phải trình đại hội để xem xét có nhất trí danh sách giới thiệu để bầu hay không. Và tinh thần của khóa này cũng vậy, những trường hợp đặc biệt thì Bộ Chính trị phải xem xét một cách toàn diện có thực sự đặc biệt hay không. Trong tinh thần này, dù Bộ Chính trị có giới thiệu bao nhiêu người trên 65 tuổi, phương án đó vẫn phải phụ thuộc lá phiếu của Trung ương Đảng trước khi được trình ra đại hội lần thứ 13. Việc chuẩn bị nhân sự cấp chiến lược của Ban lãnh đạo khóa 12 chuẩn bị cho khóa 13 được xem là nghiêm ngặt hơn các nhiệm kỳ lần trước. Đây là hình ảnh 8 gương mặt nổi bật trong Bộ Chính trị đều đã quá tuổi theo quy định, dự báo rằng sẽ có nhiều trường hợp đặc biệt để hợp thức hóa những người cao tuổi này. Trước đây, sau khi là trường hợp đặc biệt duy nhất trong Bộ Chính trị được bầu lại vào năm 2016, ông Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh phải đổi mới về tiêu chuẩn, chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ. Vào đầu năm 2020, ông ban hành quy định số 214 năm 2020 thay cho quy định 90/2017 quy định tiêu chuẩn cho các chức danh. Ví dụ, quy định 214 yêu cầu lãnh đạo không trục lợi và cũng không để người thân, người quen lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình để trục lợi.
quy hoạch lãnh đạo cũng được diễn ra rất khẩn trương. Lần đầu tiên, Bộ Chính trị thành lập một ban chỉ đạo chỉ để xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược cho một nhiệm kỳ 2021-2026 do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng làm trưởng ban. Số cán bộ cấp chiến lược kỳ này được đưa vào quy hoạch cho giai đoạn 2021 chỉ là hơn 220 người, giảm gần 300 người so với quy hoạch khóa trước. Ông Nguyễn Phú Trọng cũng yêu cầu tập trung quy hoạch nhân sự phục vụ Đại hội 13, không thể vừa quy hoạch nhân sự khóa 12 vừa quy hoạch nhân sự cho các nhiệm kỳ tiếp theo như nhiệm kỳ trước đây. Việc chuẩn bị nhân sự lâu nay được tiến hành theo quy trình 3 bước là 2 lần trình Ban Thường vụ, 1 lần trình Ban Chấp hành, nhưng đến thời kỳ sau năm 2016, Bộ Chính trị đặt ra quy trình 5 bước: 2 lần trình Ban Thường vụ, 2 lần trình Ban Chấp hành và 1 lần lấy ý kiến cán bộ chủ chốt. Dự kiến Đại hội 13 sẽ bầu khoảng 200 ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa mới, trong đó 180 ủy viên chính thức, 20 ủy viên dự khuyết, tức là số lượng bằng khóa 12. Số lượng ủy viên Bộ Chính trị khóa mới dự kiến giữ như khóa 12, tức là từ 17 cho đến 19 người, Ban Bí thư từ 12 đến 13 người. Bình luận về mối quan tâm của dư luận đối với những nhân vật lãnh đạo chủ chốt sau Đại hội 13, blogger Bùi Thanh Hiếu cũng có bài viết với tựa đề "Liệu Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có tái cử?". Nhà bình luận này chia sẻ như sau: Đại hội 13 cũng giống như Đại hội 12 là những lãnh đạo chủ chốt trong tứ trụ đều quá tuổi. Trước tình thế đó, ông Trọng nêu ra ý kiến trong Hội nghị Trung ương Đảng khóa 12 cần người quá tuổi trong nhóm tứ trụ ở lại để duy trì sự ổn định kế tiếp. Đây là hình ảnh báo Tiền Phong đưa tin rằng phương án nhân sự Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội là tuyệt mật. Đến Hội nghị Trung ương lần thứ 13 khóa 12 có 3 phương án được đưa ra là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng đều ở lại, hoặc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ở lại, hoặc tiếp theo là riêng Tổng Bí thư ở lại. Từ giữa Trung ương 12 và Trung ương 13, đơn tố cáo Nguyễn Tấn Dũng được gửi tới tấp về Bộ Chính trị từ những giáo sư của Học viện Hồ Chí Minh như Phan Diễn, cựu ủy viên Bộ Chính trị, Trịnh Văn Lâu, cựu ủy viên Trung ương Đảng. Tất cả những đơn thư này nhằm đến mục đích muốn Trung ương Đảng thực hiện phương án hai Tổng Bí thư và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đều ở lại. Blog Bùi Thanh Hiếu nói thêm, ông Trương Tấn Sang thì sử dụng trang mạng Quan Làm Báo phối hợp với các cây viết khác như Trương Huy Giang, Hàng Hoài Vân, Lưu Trọng Văn và một số cây viết hải ngoại tạo làn sóng đánh và tấn công ông Nguyễn Tấn Dũng. Lúc này ông Trần Đại Quang cũng muốn vào tứ trụ, vì thế trang Chân Dung Quyền Lực ra đời và công bố nhiều hồ sơ về tài sản và những mối quan hệ lợi ích nhóm của nhiều lãnh đạo cao cấp, đặc biệt là Trương Tấn Sang và Nguyễn Xuân Phúc. Tình thế rất căng thẳng, chưa có giải pháp nào phù hợp nếu như trong lúc đó ông Nguyễn Tấn Dũng thể hiện quyết tâm ở lại bằng được, có lẽ Đảng Cộng sản Việt Nam đã vào thế tan thành mây khói. Thế nhưng ông Nguyễn Tấn Dũng lại chọn một cách an toàn cho cả mình và Đảng, đó là ông ta đề nghị chỉ nên chọn phương án Tổng Bí thư ở lại và tất cả về hết. Bộ Chính trị quyết định ngay hôm đó chỉ mình ông Trọng là trường hợp đặc biệt tái cử giữ chức Tổng Bí thư. Đại hội 13 lần này cũng giống như lần trước là lãnh đạo chủ chốt đều quá tuổi, các ủy viên Bộ Chính trị đang độ tuổi không đủ phiếu để giới thiệu làm Tổng Bí thư. Trường hợp đặc biệt quá tuổi ở lại sẽ gần như chắc chắn là sẽ có, chỉ có điều khả năng ông Trọng ở lại là chuyện cực kỳ thấp. Nếu vậy, ai sẽ là người đặc biệt ở lại khóa 13 tới đây, câu hỏi được đặt ra. Nếu phân tích thông thường thì không ai khác ngoài Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ông Phúc mới làm Thủ tướng một nhiệm kỳ, khi ông Quang chết và ông Trọng lâm bệnh, không đi lại được, ông Phúc là người hoạt động năng nổ nhất trong bộ máy lãnh đạo. Bản thân ông Phúc có chân trong tiểu ban nhân sự Đại hội Đảng khóa 13, ông có một bộ sậu lợi ích nhóm của các đại gia ngàn tỷ, xếp hàng dài dằng dặc sẵn hàng ủng hộ ông như Đôn Lâm, Nguyễn Duy Hưng, Trần Bá Dương, Thân Đức Nam, Đặng Văn Thành v.v. và lực lượng an ninh trong Bộ Công an. Điều đáng chú ý là cho đến giờ phút trước thềm Đại hội 13, ông Phúc không hề bị một cây viết nào có tên tuổi từ trong đến ngoài nước tấn công như Nguyễn Tiến Dũng trước kia. Trần Quốc Vượng là lựa chọn độc đoán của mình ông Trọng. Ông đưa ông Vượng làm thường trực Ban Bí thư và nâng cái tầm ghế này lên hàng tứ trụ, thuận tiện đưa ông Vượng vào danh sách chủ chốt. Đây là hình ảnh ông Trần Quốc Vượng sinh năm 1953, là một trong những ứng viên tham gia tứ trụ Đại hội 13, theo một số nhà quan sát chia sẻ. Nhưng lựa chọn cho Trần Quốc Vượng của ông Trọng đã không thành công. Lựa chọn ấy chỉ phần nào thành công ở chỗ nó được gọi là phương án, có nghĩa là nó nhiều phương án khác sẽ đem ra bàn ở Trung ương 15. Như lần trước, đích danh chốt được trước thềm đại hội là một trường hợp duy nhất đặc biệt quá tuổi ở lại tái cử trong Bộ Chính trị. Lần này, Đảng Cộng sản Việt Nam không mạnh mồm nói trường hợp duy nhất.
Thay vào đó họ dùng từ những trường hợp đặc biệt quá tuổi sẽ xem xét. Từ một trường hợp cho đến những trường hợp mà vẫn chưa quyết được ai, đó là thành công của ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ông Phúc đã buộc ông Nguyễn Phú Trọng phải nới rộng thêm mọi cửa ngõ để ông Phúc có cơ hội ở lại khóa sau. Đồng thời, ngay sau khi họp Bộ Chính trị mới đây, ông Phúc ký ngay quyết định tuyệt mật để ngăn chặn những thông tin có thể làm hại cho mình. Cứ thử nghĩ mà xem, ông Phúc là thủ tướng, dính đến nhiều chính sách kinh tế, vợ con và anh em nhà ông lẫn nhà vợ đều lợi dụng ảnh hưởng của ông để trục lợi. Trong khi đó, con ông Vượng chỉ dính đáng đến vụ án nhỏ được Bùi Văn Cường, bí thư Đắk Lắk nâng đỡ. Ông Vượng cũng từng là chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, nay là thường trực Ban Bí thư. Bây giờ, nếu có đơn tố cáo tung ra về phía hai ông, hẳn nhiên ai cũng biết đơn thư tố cáo quyết định thanh tra về ông Phúc sẽ gấp ngàn lần ông Trần Quốc Vượng. Nhìn lại quãng đường ông Nguyễn Xuân Phúc đi đến chức thủ tướng, đó là một con đường có rất nhiều điều không tưởng. Dường như mọi cản trở hay cạnh tranh với ông ta đều bị trời diệt hay người diệt. Đây là hình ảnh ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ là trường hợp đặc biệt theo dự đoán của blogger Bùi Thanh Hiếu. Cái đặc biệt là khi ông đến chức thủ tướng, đến lúc tuổi về hưu thì ngoảnh lại chẳng còn ai thay thế được ông. Khi ông đi lên, những kẻ ngáng đường đều chết. Khi ông phải về, những kẻ muốn thế ông đều lãnh án kỷ luật. Con đường như thế không đơn giản là may mắn của một người hay nói những điều về đầu tàu, thủ phủ, mà là con đường rất đặc biệt của con người có thủ đoạn phi thường của những bậc đế vương lập nghiệp. Chỉ có những kẻ đi ngang qua con đường như thế mới đủ khả năng làm thay đổi quốc gia. Làm sao những kẻ bình dân như Ngô Xuân Lịch, Trần Quốc Vượng chỉ nhờ vào sự yêu mến của ông Trọng không phải kinh qua gian khó mà nghiễm nhiên hưởng ngôi báu. Những kẻ như thế liệu có thể có tầm quyết đoán việc gì cho quốc gia hay không? Blogger Bùi Thanh Hiếu nói tiếp, quê hương Quảng Nam của ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gần đây nổi lên hai hiện tượng là cồn cát và hào quang. Không nói về mê tín, nhưng khi hai hiện tượng này xuất hiện, báo chí và người dân rất hưng phấn và nghĩ đó liên quan đến vận khí của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Điều này cho thấy ảnh hưởng của Nguyễn Xuân Phúc trong dân còn rất lớn. Và từ giờ cho đến lúc đại hội lần thứ 13 diễn ra, còn có một trung ương lần thứ 15, nhiều việc có thể tiếp tục xảy ra và rất bất ngờ. Chúng ta hãy chờ đợi tiếp xem những ông Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Phú Trọng hay Trần Quốc Vượng có điều kiện và có thiên thời địa lợi hay không. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ ba ngày 5 tháng 1 năm 2020 với bản tin sát đại hội 13 vẫn chưa biết ai là người đặc biệt. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.